Rồi cái này là 5-16. Cái này nó trả lời tốt lắm nha. Này 5-16 nè, ai mua cái này về trả lời, hoặc là cái này cái đít nó cũng to nên là lực bass nó cũng ok. Loa là của xe Hyundai ha, xe Hyundai tháo ra, xe Hyundai này hàng tuyển nên còn khá là mới. Cái này nó có chữ Hyundai nữa mà không biết nằm ở đâu rồi. Rồi thì này 5-16 cm ha, đã có người mua về ráp hát loa kèo kéo á, thì mấy cái này là ok lắm á, nó tiếng mic chép nó cực kỳ sáng luôn. Nãy cái bài hát anh em nó thử nó cũng hơi thiên về tiếng bass xíu, chung bass cũng ok. Rồi cảm ơn nhiều nha.